dù được phê duyệt chủ trương từ tháng 9 năm 2017 và được gia hạn 4 lần, nhưng đến nay, dự án nhà ở xã hội ở Đắk Nông vẫn trong tình trạng dang dở, tồn tại hàng loạt sai phạm chưa được khắc phục. Thông tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi trong nội dung ngay sau đây. Theo thông tin ghi nhận từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông, ngày 29 tháng 5, ông Lê Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ký công văn chỉ đạo thanh tra tỉnh thực hiện việc thanh tra toàn diện liên quan đến tiến trình triển khai dự án khu nhà ở xã hội tại phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa. Đây cũng được xem là dự án nhà ở xã hội đầu tiên của tỉnh Đắk Nông. Việc thanh tra toàn diện để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân, đơn vị có liên quan nếu có, đến việc quản lý nhà nước đối với hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh, cũng như việc chưa tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao tại các văn bản nêu trên, dẫn đến dự án chậm tiến độ. Các tồn tại liên quan dự án kéo dài, xử lý dứt điểm các tồn tại nếu có, theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền thì chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chuyển cơ quan chức năng thực hiện báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân tỉnh trong tháng 6 năm 2024. Được biết, dự án khu nhà ở xã hội tại phường Nghĩa Tân do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ESG Việtland làm chủ đầu tư trên diện tích sử dụng đất 1,79 ha, tổng mức đầu tư 162 tỷ đồng. Quy mô xây dựng gồm 108 căn nhà ở xã hội, 15 căn nhà ở thương mại, 1 căn nhà cộng đồng. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên trong dự án gồm san nền, kè bê tông, đường nội bộ, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2017 đến năm 2019, hoàn thành đưa vào sử dụng. Song theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, dự án dù đã được gia hạn 4 lần nhưng vẫn chậm tiến độ, chưa thi công hoàn thành. Cụ thể, chủ đầu tư đã xây dựng được 94 trên 108 căn nhà ở xã hội, 5 trên 15 căn nhà ở thương mại thi công phần móng nhà. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như mặt đường nhựa, cây xanh, chiếu sáng công cộng, cấp điện, cấp nước sinh hoạt chưa hoàn thành. Căn nhà cộng đồng chỉ xong phần móng, hạng mục phòng cháy chữa cháy chưa nghiệm thu. Chưa kể, dự án này còn vướng loạt vi phạm đã được cơ quan chức năng nêu ra và yêu cầu khắc phục. Cụ thể, cơ quan chức năng phát hiện trong 73 hợp đồng đã ký kết giữa chủ đầu tư và khách hàng, chỉ có 7 hợp đồng đảm bảo đúng quy định, còn lại 66 hợp đồng chưa đảm bảo như hợp đồng đặt cọc, đặt chỗ, hợp đồng có chênh lệch giá bán. Theo Sở Xây dựng, Điều 63 của Luật Nhà ở năm 2014 quy định, dự án phải hoàn thành phần móng và hạ tầng kỹ thuật, phải được cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh thông báo đủ điều kiện bán nhà thì chủ đầu tư mới tiến hành ký hợp đồng giao dịch nhà ở xã hội. Mặt khác, đối tượng mua nhà ở xã hội đã được Sở Xây dựng thống nhất đủ điều kiện mua nhà ở xã hội đến thời điểm hiện tại là 11 đối tượng. Như vậy, dự án chưa đủ điều kiện bán, nhưng chủ đầu tư đã tự ý nhận tiền và bàn giao nhà cho người mua không đúng theo quy định. Sau vụ cháy tại một khu trọ trên phố Trung Kính thuộc địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, làm 14 người tử vong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã ký văn bản yêu cầu các địa phương kiểm tra, ra soát về công tác phòng cháy chữa cháy tại các chung cư mini, cơ sở cho thuê trọ. Quá trình thực hiện chỉ đạo tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, theo ghi nhận của Tiền Phong, có một số cơ sở cho thuê trọ, nhà cao tầng, chung cư mini vi phạm trật tự xây dựng. Trong đó tại xã Kim Trung có tòa nhà cao đến 12 tầng được xây dựng trong khoảng 2 năm trở lại đây. Trong khi đó, theo tìm hiểu, chủ đầu tư trước đó chỉ thông báo tới Ủy ban Nhân dân xã là sẽ xây 6 tầng. Chủ đầu tư đã dùng chiêu độc gì để có thể hô biến gấp đôi tòa nhà? Vấn đề này được cơ quan chức năng xử lý ra sao? Phù phép chung cư mini. Theo ghi nhận, tại huyện Hoài Đức, Hà Nội, có một số cơ sở cho thuê trọ, nhà cao tầng, chung cư mini vi phạm trật tự xây dựng. Trong đó, tại xã Kim Trung có tòa nhà cao đến 12 tầng, được xây dựng trong khoảng 2 năm trở lại đây. Theo đó, công trình có địa chỉ tại số 240 đường Lai Xá, xã Kim Trung, huyện Hoài Đức, cao 12 tầng, 1 tum, có diện tích 178m2. Công trình có chiều cao nổi trội so với các căn nhà trên cùng khu vực. Được biết, tòa nhà có trên 70 phòng, trong đó tầng 1 của tòa nhà là bãi để xe của những người thuê trọ. Bên ngoài tòa nhà cũng đã được lắp đặt thang thoát hiểm thứ hai. Tuy nhiên, với chiều cao và cách lắp thang như trên, khi xảy ra hỏa hoạn, người dân liệu có đủ can đảm để trèo thang thoát hiểm này không? Phản hồi của cơ quan chức năng. Trước những vấn đề trên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Kim Trung xác nhận tòa nhà 12 tầng vi phạm về trật tự xây dựng. Sáng ngày 27 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Trung đã xuống các cơ sở để kiểm tra. Đại diện Ủy ban Nhân dân xã Kim Trung cho biết, khi khởi công, chủ đầu tư thông báo sẽ xây 6 tầng 1 tum. Tuy nhiên, do chưa khống chế chiều cao nên chủ đầu tư xây mỗi tầng cao gần 5 mét. Sau khi Ủy ban Nhân dân xã kiểm tra, chủ đầu tư đóng cửa rồi mỗi tầng chia hai. Vì thế tòa nhà đã chuyển từ cao 6 tầng thành 12 tầng. Vị lãnh đạo này cho biết, công trình này do ông NXL là chủ đầu tư, được xây dựng trong giai đoạn 2022-2023. Thời điểm đó, chưa phải xin giấy phép xây dựng.
chủ đầu tư chỉ thông báo cho Ủy ban Nhân dân xã là sẽ xây nhà cao 6 tầng, 1 tùm. Sau khi chủ đầu tư hoàn thiện sơn mặt ngoài tòa nhà và lắp cửa, Ủy ban Nhân dân xã đến để kiểm tra thì đúng như chủ đầu tư đã thông báo, tòa nhà cao 6 tầng, 1 tùm. Tuy nhiên, do chưa khống chế chiều cao nên chủ đầu tư đã xây mỗi tầng có chiều cao từ 4,8 đến 5 mét. Sau khi Ủy ban Nhân dân xã kiểm tra, chủ đầu tư đóng cửa, tiếp tục thi công và chia đôi chiều cao mỗi tầng. Như thế, mỗi tầng đã chia thành hai với chiều cao khoảng 2,4 đến 2,5 mét một tầng. Khoảng vài tháng trước, khi kiểm tra, ra soát phòng cháy chữa cháy, các tòa nhà thuê trọ, căn hộ cao tầng trên địa bàn Ủy ban Nhân dân xã mới phát hiện được và lập biên bản. Vì lãnh đạo nói, chủ đầu tư đã chuẩn bị sẵn từ dầm, móng để nâng tầng, chứ khi đang xây dựng mà để 12 tầng thì chúng tôi xử lý ngay. Chúng tôi cũng không ngờ được thủ đoạn của chủ đầu tư lại tinh vi như thế. Vị đại diện này cũng cho biết, sau khi phát hiện vụ việc, Ủy ban Nhân dân xã rất lúng túng, đơn vị đã xin ý kiến cấp trên về hướng xử lý với trường hợp này. Được biết, thẩm quyền xử lý với trường hợp này thuộc về Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Ông Nguyễn Hoàng Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin và yêu cầu cơ quan chuyên môn kiểm tra, rà soát. Công an vào cuộc. Như đã thông tin, sau phản ánh của báo Tiền Phong, Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức vừa có công văn gửi các cơ quan liên quan xác minh thông tin tòa nhà cao 12 tầng vi phạm trật tự xây dựng tại xã Kim Trung. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức giao đội quản lý trật tự xây dựng chủ trì, phối hợp với phòng quản lý đô thị, phòng tài nguyên và môi trường và Ủy ban Nhân dân xã Kim Trung tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng đối với công trình trên. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức giao công an huyện chủ trì, phối hợp với phòng quản lý đô thị, phòng tài nguyên và môi trường, phòng kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Kim Trung và Điện lực Hoài Đức tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy của công trình trên. Trường hợp phát hiện xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ cát từ dự án tràn xuống đường Mũi Né gây xôn xao dư luận vừa qua, ông Phan Dương Cường, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận cho biết, Sở đang theo dõi sát sao công tác khắc phục của chủ đầu tư dự án gây sạt lở cát tràn xuống đường, gây ách tắc giao thông trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, gây bức xúc nhiều ngày qua. Theo ông Phan Dương Cường, rạng sáng ngày 21 tháng 5, mưa lớn dẫn đến sạt lở. Ở dự án Sentosa Villa tại phường Mũi Né do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Sài Gòn làm chủ đầu tư, gây ùn tắc giao thông và làm hư hỏng tài sản có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến tính mạng của người dân. Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận nhận thấy việc sạt lở cát là do đơn vị thi công trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng dự án Sentosa chưa tuân thủ các quy định về phòng chống thiên tai. Tại buổi kiểm tra hiện trường, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ sạt lở, đồng thời đề ra biện pháp cụ thể để phòng chống lâu dài, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Theo Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận, đến nay công tác khắc phục hậu quả sạt lở của chủ đầu tư chưa đạt yêu cầu. Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận sẽ tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý nghiêm nếu chủ đầu tư dự án không nghiêm túc xử lý hậu quả vụ sạt lở. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố Phan Thiết, do ảnh hưởng sạt lở, đất tràn lấp đường đoạn từ nhà hàng Đại Dương Xanh đến quán ăn Viễn Phương, độ dày từ 0,5 đến 1 mét, gây ách tắc giao thông trong khu vực. Bùn cát đã làm ngập 2 xe chở khách, trong đó có một chiếc xe 52 chỗ, một xe 16 chỗ và 4 xe máy. Tại phường Hàm Tiến, cát tràn xuống mặt đường khoảng 150 mét và tràn vào 5 nhà dân, vùi 5 xe máy, chiều cao cát từ 1 đến 1,5 mét. Theo Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận, hiện trạng tại khu vực dự án thoát nước phía hạ lưu đường DT706B, cửa ra số 23, phường Hàm Tiến bị sạt lở nghiêm trọng, gây thiệt hại tài sản của người dân doanh nghiệp và làm cản trở lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Thuận, trong thời gian tới, tổng lượng mưa trên khu vực có khả năng cao hơn so với lượng mưa trung bình nhiều năm. Mùa mưa lũ năm 2024 diễn biến phức tạp, có thể xảy ra những đợt mưa có lượng cao đột biến, bất thường. Do đó, Sở Xây dựng nhận thấy cần phải khẩn cấp xây dựng công trình thoát nước phía hạ lưu đường DT706B, cửa ra số 23, phường Hàm Tiến, để kịp thời phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai. Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận đã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh chủ động theo dõi tiến độ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án thoát nước phía hạ lưu đường DT706B, cửa ra số 23.
khẩn trương triển khai các thủ tục để sớm triển khai xây dựng công trình. Các sở ngành địa phương có liên quan đẩy nhanh công tác thẩm định, góp ý dự án đầu tư, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở. Sau khi nhận được hồ sơ trình thẩm định, lấy ý kiến của chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bình Định, Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết có trách nhiệm tiếp tục theo dõi thường xuyên tình hình mưa bão tại khu vực. Cử người túc trực 24/24, thường xuyên kiểm tra rà soát các giải pháp đã triển khai để tiếp tục thực hiện gia cố sửa chữa nhằm giảm thiểu tối đa hiện tượng sạt lở tại khu vực. Theo ông Phan Dương Cường, việc rà soát cảnh báo các dự án bất động sản trên đồi cát là việc hàng năm đều làm. Việc sạt lở xảy ra hư hại tài sản thì có thể bồi thường, nhưng tai nạn liên quan đến tính mạng con người thì hậu quả sẽ rất lớn. Theo hồ sơ, khu vực dự án Sentosa Villa tại phường Mũi Né ngày 26 tháng 6 năm 2006, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận chấp thuận cho công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Sài Gòn thực hiện dự án đầu tư trồng rừng, trồng cây lâu năm kết hợp du lịch sinh thái với diện tích 16,6 ha. 3 năm sau, năm 2009, công ty kiến nghị xin chuyển đổi toàn bộ diện tích đất dự án trồng rừng sang đầu tư xây dựng biệt thự, villa và được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng, kinh doanh khu chung cư cao tầng, khách sạn 3 sao, biệt thự bán và cho thuê, công viên biển, cầu vượt và các công trình dịch vụ thương mại khác. Tại thời điểm chấp thuận đầu tư dự án Sentosa Villa, khu đất trên chưa được quy hoạch là đất ở đô thị. Năm 2014, dù công ty chưa lập hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp trồng cây lâu năm sang đất sản xuất kinh doanh dịch vụ và đất ở đô thị, chưa được cấp giấy phép xây dựng các hạng mục công trình, nhưng đã tác động thi công san lấp toàn bộ mặt bằng, đầu tư xây dựng hoàn thành các hạng mục kết cấu hạ tầng trên toàn bộ mặt bằng diện tích đất của dự án. Tuy nhiên, gần 2 năm sau, các ngành chức năng ở tỉnh Bình Thuận mới phát hiện hành vi tự chuyển mục đích làm thay đổi toàn bộ hiện trạng đất cây lâu năm lên đã quá thời hạn quy định xử phạt, do đó không lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nóng của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.